Hôm nay thì chắc là cái buổi tối cuối cùng mình nấu nấu ở cái bếp này. Bởi vì là từ mai là mình sẽ phá cái bếp này đi để xây nhà khác. Cái bếp này thì cũng từ lâu rồi, xây từ 2006 gì đấy. Từ lúc 2006 thì các bạn biết là lúc đấy mình nhá đang học lớp 6 thôi. Đây đây là cái lò thì mẹ nấu cám lợn ngày trước. Cái cửa này thông ra chuồng lợn cả một thời đấy. Cái này hôm nay thì cũng hơi bừa bộn. Còn cái này mình đang đang luộc mấy củ khoai với cả khoai sắn, khoai sọ gì đấy. Hôm cuối mà cho nên là cũng ngồi lại lâu lâu một tí. Cái thời này ngày xưa hồi mình còn đi học là mình học cấp 2, cấp 3 gì đấy là mùa đông là trời lạnh mình hay ra đây ngồi sưởi lửa này, xong thì học bài ở đây này. Học mấy môn xã hội ấy, học mấy môn mà học thuộc ấy. Mình hay ngồi sửa lửa ở đây, một phần nó ấm với cả mình cảm thấy mình không buồn ngủ ấy. Xong lâu lâu còn lấy cái than này này ở đây này này, vé xong đây để vé những cái câu quan trọng ấy để mình nhớ. Ngày xưa mình cũng làm trò lắm. Đây con mèo sắp đẻ rồi. Mèo là đặc trưng là nó thích sưởi lửa, nó không chịu được lạnh. Cái nồi khoai của mình chắc sắp chín rồi, mình cũng ngồi ăn khoai ở đây. Xong thì mai nó cũng dơ đi rồi, đây dơ cả cái bếp ngoài này luôn, cái này mục nát lắm rồi này, và cả mưa nên nó bị dột đấy. Đây, cái mái nó cũng cũ kỹ lắm rồi. Từ xa xưa mình còn bé rồi mà bây giờ mình 30 tuổi đến nơi rồi. Thì 6-7 tuổi đã ở cái chỗ này rồi thì... À không phải 6-7 tuổi mà học lớp 6, học lớp 7. Thế tầm này thì nó cũng xuống cấp lắm rồi.